Xin chào mọi người, mình đang có mặt tại quảng trường của nhà thờ chính tòa của giáo phận Bùi Chu. Và đây chắc là toàn cảnh tháp chuông của nhà thờ chính tòa của giáo phận Bùi Chu đã được hoàn thành phần sơn. Và các bác thợ sẽ tiếp tục sơn ở bên thân nhà thờ, ở bên phía may, bên ngoài. Và đây chắc là bên trong nhà thờ, ở khu vực ở xà hoành, và đây chính là đường hầm để đi xuyên qua tháp chuông bên này qua tháp chuông bên kia. Hiện tại thì khu vực này vẫn chưa được đấu điện, và đây chính là cầu thang để tiến lên bên trên tháp chuông của nhà thờ bên trong. Và bên trong tháp chuông thì có các ô cửa sổ lấy ánh sáng cũng như tạo âm thanh, để khi nắp chuông thì nghe bên ngoài sẽ có một tiếng chuông rất là âm trầm và nghe rất là du dương. Và trên các cửa sổ thì người ta có làm nối cũng như xây dựng các viên ngói để xếp lại với nhau và trồng thêm gạch để tạo nên một cửa sổ rất là đẹp và đúng với nhà thờ cũ chính tòa trước đây. Đây là những viên ngói này, và đây chính là cầu thang để đi xuống dưới tầng 1 của tháp chuông của nhà thờ chính tòa giáo phận. Và người ta xây dựng 3 tầng đều để thông hết bên trong tháp chuông hai bên nhà thờ. Có mỗi tầng 1 tháp chuông thì có mái này. Và phía bên dưới chính là cầu thang này. Tất cả cầu thang bậc đã được ốp đá này. Và hiện tại thì bên trong nhà thờ tháp chuông này là chưa được sơn. Và đây chính là mái ngói này, ở phía thân nhà thờ, mà mái ngói vạch cá này, cũng như có bậc để tiến lên ở trên nóc mái ngói của nhà thờ. Người ta nộp rất là thẳng. Và đối diện chính là tháp chuông của nhà thờ đã được sơn ở tháp chuông ở bên phía nam của ngôi thánh đường. Bầu trời hôm nay rất là nhiều chim này, trời âm u. Và toàn cảnh mái ngói của nhà thờ này, ở trên hàng rào, trên nóc thì đã được sơn màu vàng. Và nhìn bên trên thì toàn cảnh mái ngói của nhà thờ nhìn rất là đẹp. Và mình sẽ còn thường xuyên về nhà thờ chính tòa của giáo phận Bùi Chu để tiếp tục cập nhật ở những video mới nhất để cho tất cả mọi người cùng xem. Và trên các ô cửa chớp này, người ta bọc lại để khi người ta sơn sẽ không ảnh hưởng đến chớp cửa sổ của nhà thờ chính tòa. Sơn màu vàng này. Và những cái dàn giáo này bằng sắt này rất là chắc chắn này. Và đây trên bầu trời thì có rất là nhiều các chú chim sẻ đang bay lượn ở trên nóc của nhà thờ chính tòa của giáo phận Bùi Chu. Và mình sẽ đi xuống phía dưới tháp chuông ở bên phía nam của nhà thờ bên trong. Và bên tháp chuông ở bên phía nam thì người ta có treo hai quả chuông.
với hai sợi dây. Và phía dưới ô cửa trang trí thì người ta có nắp kính trắng này để lấy ánh sáng cho bên trong thập chuông của nhà thờ. Và bên trong thắp chuông ở bên phía nam của nhà thờ thì có cái máy tời này. Và ô cửa đã được lắp đặt và đã được sơn PU. Và tường ở bên trong thắp chuông của nhà thờ người ta đã ốp tầm khoảng hơn 1 mét. Đây, bên trong này, tường đã được ốp này, cỡ tầm phải 2 mét này. Đây là trên nóc nhà thờ này, khu vực để kéo chuông với những sợi dây. Và toàn bộ đá bậc của nhà thờ đã được ốp cũng như nền nhà thờ. Đây là cửa này, được làm bằng gỗ lim rất là chắc chắn. Ở bên trong có những cái ống nước ở trên tường của tháp chuông của nhà thờ. Và đây chính là cửa của nhà thờ này, được chạm trổ hoa văn. Và đây chính là ba bộ cửa cuối của nhà thờ chính tòa của giáo phận Bùi Chu, đã được chạm trổ hoa văn và đã được sơn PU. Bây giờ họ bọc lại để cho nó tránh bụi bẩn. Và đây chính là toàn cảnh nhà thờ ở bên trong này. Về bên trong nhà thờ thì toàn bộ tường đã được sơn màu trắng, cũng như một số cột đã được lắp đèn chùm để tạo ánh sáng bên trong nhà thờ, cũng như tăng vẻ đẹp, cũng như nhà thờ cổ kính chính tòa giáo phận Bùi Chu. Và để chính là bên trong nhà thờ, sau 1 năm thì nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu bên trong phần gỗ đã xuống màu và rất là cổ kính. Và tất cả các chớp ở trên tốc cửa sổ cũng như cửa ra vào thì người ta làm bằng kính trắng. Và đây khu vực ở ba cửa cuối thì họ mới lắp, và phía dưới chân của cửa thì vẫn chưa được nát nền. Và đây chính là họa tiết hoa văn ở trên cửa của nhà thờ. Và mình sẽ còn thường xuyên về nhà thờ chính tòa của giáo phận Bùi Chu để quay cũng như cập nhật tất cả các video mới nhất cho tất cả mọi người cùng xem và tham quan. Mọi người nhớ đăng ký và nhấn thông báo để đón xem các video tiếp theo về nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu trong những ngày tới.